Hướng dẫn cách định khoản nhận ký quỹ ký cược dài hạn tài khoản 344. Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản nhận ký quỹ ký cược 344. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ ký cược của các đơn vị cá nhân bên ngoài với thời hạn từ 1 năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã cam kết như nhận tiền ký cược ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế hợp đồng đại lý. Các trường hợp nhận ký quỹ ký cược dài hạn bằng hiện vật không phản ánh ở tài khoản này mà được theo dõi ở tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, tài khoản 003 hàng nhận bán hộ nhận ký gửi ký quỹ ký cược. Kế toán nhận ký quỹ ký cược dài hạn phải theo dõi chi tiết từng tài khoản nhận ký quỹ ký cược của khách hàng. Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản nhận ký quỹ ký cược dài hạn 344. Bên nợ hoàn trả tiền nhận ký quỹ ký cược dài hạn. Bên có nhận ký quỹ ký cược dài hạn bằng tiền. Số dư bên có số tiền nhận ký quỹ ký cược dài hạn chưa trả. Hướng dẫn cách định khoản hạch toán một số nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến tài khoản nhận ký quỹ ký cược dài hạn 344. 1. Khi nhận tiền ký quỹ ký cược dài hạn của đơn vị cá nhân bên ngoài ghi nợ các tài khoản 111, 112 có tài khoản 344 nhận ký quỹ ký cược dài hạn chi tiết cho từng khách hàng. 2. Khi hoàn trả tiền ký quỹ ký cược dài hạn cho khách hàng ghi nợ tài khoản 344 nhận ký quỹ ký cược dài hạn có tài khoản 111, 112. 3. Trường hợp ký quỹ ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. A. Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng đã ký kết. Nếu khấu trừ và tiền nhận ký quỹ ký cược ghi nợ tài khoản 344 nhận ký quỹ ký cược dài hạn có tài khoản 711 thu nhập khác. B. Khi nhận trả khoản ký quỹ ký cược dài hạn còn lại. Khi thực trả khoản ký quỹ ký cược dài hạn còn lại ghi nợ tài khoản 344 ký quỹ ký cược dài hạn đã khấu trừ tiền phạt có tài khoản 111, 112. 4. Nhận và hoàn trả lại tài sản ký quỹ ký cược xem giải thích ở tài khoản 003 hàng hóa nhận bán hộ nhận quý quỹ ký cược ký gửi ký cược. Mời các bạn hãy nhấn đăng ký và hiển thị thêm. Ngoài ra các bạn có thể nhấn vào tên của kênh này để xem thêm nhiều video nữa.